như hồi nãy tập 1 á, mình có review là bóc bún ra rồi mình xem hàng sử dụng, rồi cách tách bún nó khi mà được thực kích và mở ra nó sẽ khác. Rồi bây giờ là mình sẽ review là vị. Trước tiên mình review cái đầu đũa. Đây, cái đầu đũa của này là Nhật Bản. Đó, ở Nhật Bản. Đây, mình có thể tắt này. Đó. Thấy không? Cái vị xịn sò. Đây. Tiên á, không cái này. Vừa ăn nè. 14. Đúng rồi, 14. Các bạn ơi, à, nhìn này, nhìn này. Đây là hành. Là nước. Rồi, trồng đây. Thôi từ từ, chỉ là nước khen, từ từ em review em khen, đã chứ. Đây, đây. Ngon lắm mọi người. Y như bún ở trong quê mình đó. Đẹp. Ngon hơn, cũng không thể cạnh tranh được cái này. Đúng rồi, bởi vì năm thương hiệu nè, thương hiệu Vạn Linh, bún Vạn Linh nha. À, mọi người nhìn là ở Linh Chiểu, Triệu Sơn, Triệu Quang, Triệu Phong, Quảng Trị. À, mình hơi chưa biết cái điểm đó, nhưng mà bún rất kia là ngon. À, có gì nữa hè, mình nãy mình có nói là mình review mình ăn hết cái này nữa đúng không? Thôi mọi người đóng xem phần 3 đi nha. Phần 3 mình sẽ lùm clip nó xúc tích hơn nha. Rồi để mình ăn nấu cái này nữa, mình review phần 3 nha.